Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Bạn có biết. Và Điền này, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bộ môn nghệ thuật mà rất quen thuộc với người thành phố. Trước hết thì mình chơi một cái trò là nhìn hình đoán sự việc đi. Đố Điền, cái hình ảnh trong cái bức hình sau đây thì nói lên một cái bộ môn nghệ thuật nào? Trời ơi, đố ai chứ đố Thanh Điền là coi như Huyền thua rồi. Cái này là cải lương hồ quảng đúng không? Ôi giỏi quá, sao biết hay vậy? Quá quen thuộc với Điền luôn. Hồi nhỏ Điền rất là thích coi những cái vở cải lương hồ quảng trên TV. Mà chắc là do gen di truyền của ba mẹ. Bởi vì ba mẹ kể lại là hồi xưa á, khi mà những cái gánh hát thường hay về phục vụ ở sân đình thì ba mẹ Điền hay trốn ông bà đi coi, trốn đòn roi mà trốn luôn cái cảm giác sợ ma khi mà phải về nhà vào lúc nửa đêm. Phải công nhận ba mẹ của Điền mê cải lương quá ha. Và theo như Huyền biết á, thì cải lương hồ quảng còn có một cái tên gọi là cải lương tuồng cổ, và là một cái bộ môn cải lương rất được người dân thành phố ưu chuộng từ trước năm 1975. Và Huyền nhớ rằng là tất cả những ai mà cùng sinh ra và lớn lên ở thành phố cái thời kỳ đó thì cũng đều có những cái góc kỷ niệm với lại cải lương hồ quảng, có thể là ở trong cái rạp hát và cũng có thể là ở những nơi sân đình lễ hội á. Cải lương hồ quảng là một trong ba loại hình cải lương, đó là cải lương xã hội, cải lương giả sử và cải lương hồ quảng. Tuy nhiên, tại sao gọi là cải lương hồ quảng thì có lẽ không phải ai cũng biết. Và nói đến hai chữ hồ quảng thì Huyền nghĩ rằng mọi người và các bạn cũng có thể đoán được là nó có một cái sự xuất phát liên quan gì tới Trung Hoa phải không? Quảng ở đây thì có một cái nghĩa, đó chính là những cái tuồng kịch hồ quảng thì thường có một cái ảnh hưởng rất lớn của những cái vở kịch truyền thống ở miền Quảng Đông. Hồ ở đây thì nhiều người lý giải rằng là do biến âm của từ hò, có nghĩa là lời ca tiếng hát. Hồ quảng có nghĩa là lời ca tiếng hát của người Quảng Đông. Cải lương hồ quảng có nghĩa là một loại hình nghệ thuật kết hợp giữa ba loại hình nghệ thuật có sẵn trước đó, đó là cải lương, tuồng kịch Bắc Kinh và tuồng kịch Quảng Đông. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cải lương hồ quảng du nhập vào Việt Nam từ khi nào. Đó là cuối những năm 40 và đầu những năm 50, khi mà các nghệ sĩ Phùng Há, Cao Long Ngà, Năm Phỉ có dịp sang Quảng Đông để học hỏi kỹ thuật của múa tuồng cổ cái truyền thống ở đây. Khi về nước thì họ đem áp dụng vào sân khấu nước nhà và thành công rực rỡ. Nắm bắt được thị hiếu thì một số nghệ sĩ đã tìm đến những gánh hát người Hoa ở Chợ Lớn để tìm mua trang phục sân khấu của họ. Những trang phục này thì rất là lấp lánh, làm cho những đào kép khi mà mặc vào thì cũng nổi bần bật trên sân khấu và sân khấu cũng rực rỡ theo. Và thêm vào đó nữa thì các nghệ sĩ đã kết hợp với việc pha vào cải lương truyền thống những cái nhịp điệu trống rất là rộn rã, rất là hoành tráng, vui tươi, khiến cho cái bộ môn này có thể mang tới cho khán giả một cái bầu không khí rất là hấp dẫn. Được khán giả đón nhận nồng nhiệt, cho đến nay cải lương hồ quảng đã được trở thành một bộ môn nghệ thuật riêng, đem lại làn gió mới cho đời sống văn hóa văn nghệ của người miền Nam.